đọc được sách thầy, con thấy thầy hoàn toàn dạy ở trong cái điều kiện của Đức Phật, chứ không phải dạy cái kiến giải của thầy. Thầy không thêm một cái gì, nghĩa là thầy dạy cái nào là phải có bài bản của Phật dạy. Các con cứ thấy thầy không bao giờ mà thầy dạy thì nghĩ ra bây giờ thầy dạy con như thế này. Mấy con nhớ chỗ đó, khi Đức Phật hồi nhỏ mà đi theo vua cha phải không, làm cái lễ hạ điền, vua cha xuống cài ruộng đầu tiên, trong cái vụ mùa đầu tiên thì đức vua phải xuống ruộng cài trước để rồi dân mới theo đó mà cài, bởi vì người ta lấy nông nghiệp làm chính mà. Thì Đức Phật theo vua cha chơi thôi, thì trong khi còn nhỏ mới 7-8 tuổi mới ngồi dưới cây hồng táo, mới bắt chước các quan với vua cha mà ngồi thiền ly dục đéo pháp nhập sơ thiền gì. Bây giờ ông nhỏ này ông cũng bắt chước vậy, chứ ông biết cái gì ông tu. Do đó ông ngồi thiền, sau khi ông tu phi vi tưởng thứ, ông thấy không giải thoát gì Đức Phật chứ gì. Ông mới bỏ hết các pháp rồi khổ hạnh cũng không kết quả, cho nên mới bỏ, mới tìm đến cái gốc cội Bồ Đề. Bây giờ ngồi dưới gốc Bồ Đề cũng chưa biết pháp nào tu, mới nhớ hồi nhỏ mình mới ly dục léo pháp chứ gì. Rồi bắt đầu bây giờ cũng ly dục léo pháp, mà ly dục léo pháp thì hồi đó mình được các vị mà dạy cho mình nhập không vô biên xứ chứ phi vi tưởng xứ, thì nó cũng giống nhau gì, ức chế tâm không vọng tưởng gì. Như vậy ông Phật ông thấy không được, như vậy rõ ràng ly dục léo pháp này không đúng. Bây giờ ngồi lại giữ cái tâm mình bất động chứ gì, mới ly dục léo pháp gì, chứ còn cách nào nữa khá hơn, ngoại đạo nó biết cách gì nó dạy hơn. Cho nên Phật nói gì không đúng. Cho nên ông tư duy suy nghĩ từng cái niệm mà cỡ trong đầu của mình, phải tư duy quán xét xả như thế nào, cho nên mới loại ra cái pháp tứ chánh cần. Có phải không? Ngăn ác diệt ác, chứ đâu có ngồi đây mà ức chế ý thức, nó mới đẻ ra được cái pháp tứ chánh cần. Khi mà pháp tứ chánh cần Đức Phật tu tới cái chỗ mà thấy tâm mình yên lặng bất động, thì sao lại cảm nhận? Đức Phật cảm nhận rõ ràng mà tự nó thấy, sao lại nó thấy toàn thân nó một cách rõ ra? Nghĩa là pháp, bởi vì lúc bây giờ nó bất động rồi thì nó không niệm chứ gì, mà lại nó cứ ở trên cái thân nó thấy, bởi vì nó phải trụ trong thân nó thôi. Thì nó trụ trong thân thì nó cảm giác, còn mình chưa trụ trong thân là bắt quán thân chứ gì. Và do đó thì mình đẻ ra thì mình sắp về, có phải không? Thầy nói mấy con suy nghĩ phải không? Có phải đâu, từ cái tứ chánh cần người ta mới đi tứ niệm xứ. Là tứ chánh cần nó có cái, nó đạt được tứ chánh cần thì tự nó quán trên thân nó. Bắt đầu bây giờ người ta mới, khi mà tự nó quán tinh thần nó rồi thì chúng ta mới tu tứ niệm xứ, chứ đâu phải là dục không muốn tu tứ niệm xứ được sao? Mà bây giờ ai biết sửa, chỉ thấy những cái kết quả này thì ai cũng mừng thôi, chứ họ có biết họ đi tới cái chỗ nào làm chỗ. Nhưng mà không ngờ là khi trên tứ niệm xứ người ta đến, nó không có hiện ra cái tướng nào hết, mà nó đi đến cái tâm vô lậu, cái tâm bất động, thanh tạng là vô sự, nó không có cái tướng gì cả hết. Cho nên từ cái tâm vô lậu đó nó mới thực hiện trong suốt cái thời gian mà kéo dài 7 ngày đêm, nó thực hiện từ cái năng lực của giác chi, khinh an giác chi, hỷ giác chi, thấy không? Rồi niệm giác chi, định giác chi, xả giác chi, tất cả những cái giác chi này nó hiện đủ thì nó thành tứ thần túc. Bốn cái lực như thần, định dục như ý túc là một cái, thấy không? Tinh tấn như ý túc, định như ý túc, tệ như ý túc. Mấy con còn nhớ tứ thần túc không? Bây giờ nó hiện ra cái lực như vậy là cái lực của ý thức của chúng ta. Khi mà xả tâm thì chúng ta thường tác ý, mà để tứ niệm xứ thì chúng ta đâu còn tác ý nữa, bởi vì nó bất động mà, nó tự nó quán rồi, nó bất động rồi, đâu còn tứ. Nó kéo dài cho nó đạt được cái tiêu chuẩn tâm vô lậu của nó là 7 ngày đi. Cho nên Đức Phật nói 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Nhưng không ngờ tu suốt cái thời gian 7 năm nó gồm là 7 tháng, 7 tháng nó mới kéo dài được 7 ngày cho chúng ta. 7 ngày tâm vô lậu nó mới đạt được cái tâm vô lậu. Mà khi suốt trong 7 ngày đó mà con còn có đói thì con còn lậu hoặc. Nó không đói mà. 7 ngày đêm người ta không có đói khát nữa. 7 ngày đêm người ta không còn cảm thọ đau đớn trên thân nữa, mà nó vẫn sống bình thường như một người bình thường, chứ nó không phải lọt trong cái trạng thái tưởng nào. Còn lọt trong trạng thái tưởng mà ngồi 6 năm, ngồi 6 tháng như một cái chú bé ở Ấn Độ đó, đó là sai. Đừng nói chuyện đó gì làm Phật, Phật cũng phải chuyện đó đâu. Phật sống bình thường, tâm vô lậu. Thế phải tu như vậy mới đúng chứ. Bởi vì pháp Phật cái nào thầy thông suốt, bởi vì qua kinh nghiệm của thầy tu rồi. Hồi đầu thầy mò cũng gần chết, nhưng mà khi tu rồi mới thấy như vậy rõ ràng Phật tu vậy thông suốt vậy rồi. Rồi đâu phải mà nghĩ tưởng không đâu, còn lại dùng cái tuệ tâm minh của mình để quan sát qua trong thời Đức Phật của tu như thế nào. Đâu phải cái hình ảnh đó nó ở Ấn Độ đâu, nó ở trên
toàn cả cái vũ trụ của chúng ta. Bây giờ muốn thấy hình ảnh của Đức Phật ngày đó ngồi cội bồ đề tu cái gì, làm cái gì, tư duy cái gì, suy nghĩ cái gì, đều có hết. Các bạn thấy không? Tệ tâm minh của ta mà làm gì ai giấu được chúng ta? Không hiểu, không có cái hình ảnh nào giấu được. Các bạn ngồi với cậu bồ đề 49 ngày có đi đứng hay là khi ngồi chỗ? À, trong cái thời gian đầu còn đi đứng, nhưng mà kế đó suốt 7 ngày đêm mà thầy nó không đi đứng, còn không ăn uống nữa, không đi khất thực, không đi gì hết. Thì lúc suốt 49 ngày còn có đi đứng không? Còn đi đứng, chứ chưa phải ngồi lì, không phải ngồi một chỗ được, còn đi đứng, tu trong 4 quay nghi thôi, tư duy suy nghĩ cho đến thanh tịnh. Sau này ông A-nan mà chỉ đi kinh thành không, mà một đêm mà chứng đạo. Đó thì mấy con thấy trong cái vấn đề tu tập, vấn đề tu tập phải có người thiền ngộ tri thức dạy, chứ không khéo lơ mơ là chúng ta bị chết. Thôi bây giờ thì mấy con đã hiểu rồi, thì cố gắng sống giữ những cái đức hạnh, cái đức cho thầy, rồi có ngày sẽ gặp thầy.